Xin chào mọi người, chúng mình là Tofu đây. Hôm nay chúng mình mang tới cho mọi người một bộ phim kinh dị của Mỹ, Người tình quỷ ám. Mở đầu bộ phim, Ben tới Campuchia cùng anh họ để xả stress sau khi tổ chức xong tang lễ cho bố. Cảnh vật ở đây làm cho tâm trạng của Ben tốt hơn nhiều. Nơi đây đúng là một thắng cảnh nghỉ dưỡng, bia lạnh, hải sản, âm nhạc, đương nhiên còn có cả gái đẹp. Chỉ lo mắt của hai người không đủ để nhìn họ. Lúc này có một cô gái da trắng, trẻ trung xinh đẹp đi qua họ. Anh họ Ben cá rằng anh không dám chủ động bắt chuyện, đương nhiên việc này đã chạm đến lòng tự ái của Ben. Anh ấy liền đi qua chào hỏi, nhưng cô gái này chỉ cười nhẹ, sau đó liền bỏ đi, lên một chiếc xe ba bánh đi vào thành phố. Ben bị từ chối thì tâm trạng có chút buồn. Buổi chiều anh họ gọi anh tới quán bar uống rượu và giới thiệu vài cô gái cho anh. Lần này họ lại gặp cô gái kia, họ không nghĩ tới việc cô lại chủ động tới chào hỏi Ben. Cô cũng xin lỗi vì lần bất lịch sự của mình lúc sáng. Sau đó hai người bắt đầu trò chuyện. Cô gái nói mình tên là Amber Kelly. Cô đã tới Campuchia được một thời gian và có thuê một căn phòng ở gần biển. Ben là một người hài hước hóm hỉnh, làm cho Amber vô cùng thích thú. Đột nhiên ánh mắt của Amber trở nên quyến rũ, chủ động mời Ben về phòng của mình. Sau đó khi vào phòng, cô liền nói rằng mình cần đi tắm. Là một tay chơi, Ben đương nhiên biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Anh vô cùng vui sướng, nhưng vào lúc quan trọng thì Amber lại thay đổi sắc mặt, dừng lại. Cô nói rằng mình còn có nhiều thời gian cho việc ấy nên không muốn làm nó tối nay. Ben đành phải thất vọng rời đi. Ngày hôm sau hai người tiếp tục hẹn hò. Khi đang đi trên đường, một người đàn ông đi tới nắm lấy cổ tay của Amber, hai người xảy ra tranh cãi. Anh ta nói rằng tối qua cô mới lên giường với anh ta xong, mà hôm nay đã trở mặt nói không quen. Amber thì luôn nói cô không biết anh ta là ai. Hai người càng nói càng kích động tới mức đánh nhau. Lúc này Ben chạy đến đánh ngã anh ta, sau đó kéo Amber chạy đi. Kẻ kia lấy một con dao bổ dưa đuổi theo. Sau đó hai người trốn vào một căn nhà cũ. Không nghĩ tới Amber lúc này lại nổi hứng chủ động ABCXYZ với Ben. Qua ngày hôm sau, Ben nói với anh họ rằng anh sẽ ở lại đây thêm vài ngày chơi cùng Amber. Ben nhanh chóng chuyển tới căn phòng nhỏ của Amber. Hai người bắt đầu chung sống. Buổi tối, hai người tới bờ cát nhảy nhót vui vẻ chụp ảnh. Amber đột nhiên nhìn thấy tên hôm trước xuất hiện. Kỳ lạ là cô không hề nói cho Ben biết, mà lấy cớ đi vệ sinh để bỏ đi. Nhưng lúc này cô quên không cầm điện thoại theo. Khi Ben xem album ảnh của cô thì phát hiện nhìn thấy bức ảnh thân mật của Amber và cô bạn cùng phòng trước kia. Nhưng mà trong bức ảnh họ thân quá mức. Chẳng lẽ Amber là lesbian? Vậy tại sao cô lại hẹn hò với anh? Còn cô gái châu Á này nữa, bây giờ đang ở đâu? Anh từng nhìn thấy quần áo của cô gái này ở trong phòng, nếu như đã chuyển đi thì tại sao lại không mang theo quần áo? Ben càng nghĩ càng không rõ, mà Amber trong bức ảnh như là biến thành một người khác, nhìn vô cùng quyến rũ. Sau đó Ben mơ hồ đi tới nhà vệ sinh trên tầng tìm Amber, nhưng anh lại gặp phải đám người của tên hôm trước. Bọn chúng đập cho Ben một trận, và lúc anh ấy sắp tàn đời thì bỗng nhiên có một thứ gì đó xuất hiện, đập đám người kia như tử. Trước khi ngất đi, Ben nhìn thấy một cô gái vô cùng quyến rũ đi tới bên cạnh mình, nhìn cô rất giống Amber. Khi anh tỉnh lại thì trời đã sáng, nhưng lúc này anh nhận thấy mình đang nằm ở giữa nơi tổ chức tiệc. Phía Amber thì nằm trên giường ở phòng mình, cô đang lên cơn co giật, nhìn có vẻ vô cùng đau đớn. Cùng lúc, cửa xe của tên hôm trước tự nhiên khóa lại, anh ta không thể cử động được. Sau đó dưới sự điều khiển của một sức mạnh vô hình nào đó, khiến cho dây an toàn thắt của anh ta tới chết. Lúc sau Ben lảo đảo đi về tới phòng của Amber, cô lúc này có vẻ đã trở về như bình thường. Anh hỏi cô rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ nói rằng mình mắc chứng động kinh nặng. Hôm qua cô đột nhiên cảm thấy không khỏe, vì lo sẽ làm anh sợ nên cô về trước. Sau đó cô lại khóc không ngừng, cô sợ Ben biết cô mắc bệnh thì sẽ bỏ đi. Một lát sau, Amber đưa Ben tới gặp bác sĩ, cùng lúc để chữa luôn vết thương của anh. Bác sĩ nhìn thấy Ben thì ánh mắt không được bình thường lắm. Ông nói thầm với anh rằng trên người Amber có thứ không sạch sẽ và nhắc nhở anh cẩn thận. Nói xong lại bí mật đưa cho anh một gói thuốc, nói anh phải cho cô ấy uống nó. Ben không hề tin những chuyện ma quỷ này, nhưng anh cũng tỏ lòng cảm ơn vì sự quan tâm thái quá của họ tới du khách. Nhưng sau khi về tới nhà, Ben luôn cảm thấy có gì đấy không đúng. Sau đó anh về nhà luôn nghe thấy có người phụ nữ nói thầm hoặc sờ mó mình, nhưng khi quay lại nhìn thì lại không thấy gì cả. Còn Amber, có lúc anh cảm thấy cô là một người khác, anh nhìn thấy hơi hoang mang. Hôm đó Ben đang nấu nước pha trà ở phòng bếp, lúc nước sôi bốc hơi bỗng nhiên có một dòng chữ goodie ở trên gương. Ben lúc này nghĩ tới lời mà ông bác sĩ nói, chẳng lẽ thật là có thứ gì đó bám theo Amber. Sau đó Ben cũng quyết định bỏ thuốc về trà cho Amber uống. Amber uống xong thì bắt đầu co giật, miệng sù bọt. Ben gọi bác sĩ tới ngay lập tức. Bác sĩ tới thì nói rằng Amber bị ma nhập, sau đó họ bắt đầu làm lễ trừ tà cho cô. Lúc này cơ thể cứng ngắc của Amber bỗng nhiên phát ra âm thanh của người khác. Bác sĩ hỏi cô là ai, người đó trả lời là Diona. Ben cảm thấy cứ theo đà này sẽ làm chậm trễ việc chữa bệnh của Amber, nên anh ngăn ông trừ tà sau đó đuổi họ đi. Amber dần tỉnh táo, cô không hề biết việc gì vừa xảy ra, nhưng Amber lại hoảng sợ, cô ôm Ben khóc lớn và bỗng nhiên cô nhìn thấy trên người mình có vẻ gì đó, nên muốn đi tắm ngay để xóa những nét vẽ ấy. Lúc tắm, Ben phát hiện trên eo Amber có một vết sẹo.
Anh hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Amber nói bản thân lúc sinh ra là một cặp song sinh dính liền. Sau phẫu thuật tách rời, cô còn sống nhưng chị gái lại không qua khỏi. Ben hỏi chị cô tên là gì. Amber nói chị cô tên là Diona. Lúc này anh lại bắt đầu hoang mang. Anh chưa từng trải qua những chuyện kỳ lạ như thế này. Sáng ngày hôm sau, Ben nhìn thấy Amber lén vứt quần áo của cô gái người châu Á kia vào một cái giếng bỏ hoang. Có lẽ cô ấy đang giấu điều gì. Buổi trưa khi hai người phơi nắng ở bờ biển, Amber thấy Ben có vẻ lo lắng mới hỏi anh có chuyện gì. Ben nói anh nhìn thấy bức ảnh của cô và cô gái châu Á. Hỏi Amber quan hệ giữa hai người là gì. Amber lúc này có vẻ rất căng thẳng nhưng cũng rất tức giận. Cô nói rằng anh không nên lén xem album ảnh của mình. Hai người vì vậy mà cãi nhau. Amber tức giận nói mình là bisexual. Anh không chấp nhận được thì chia tay. Ben cũng không chịu nổi nữa liền bỏ đi. Anh về nhà gặp anh họ và những cô gái khác để quên đi Amber. Hôm sau, Amber gửi cho anh một đoạn clip. Trong clip, cô ấy uống một lượng lớn thuốc ngủ, đau khổ khóc lóc, nói bản thân không nỡ rời xa anh. Ben vội vàng quay về chỗ ở của Amber cứu cô. Hai người ôm lấy nhau hẹn thề sẽ không bao giờ rời xa. Sau đó, Amber nói với Ben rằng nhiều năm nay, cô luôn cảm thấy trong người mình như là còn có một người khác rất buông thả. Cô ấy khống chế suy nghĩ của Amber làm những việc không bình thường, như là người đàn ông lần trước chính là sai lầm do cô gái kia mà ra. Còn có cô gái châu Á kia cũng là do cô ta khống chế cô mà ra. Sau đó, cô gái châu Á kia tự nhiên biến mất, mà cô không dám nói với anh nên mới mang quần áo của cô gái châu Á đi vứt để xóa đi sự ảnh hưởng của cô ta với mình. Amber nói bản thân biết một vị bác sĩ ở sâu trong núi tên là D-Rice. Năng lực của ông ấy rất tốt, cô muốn nhờ ông ấy giúp mình. Ben cũng muốn đi cùng cô. Sau đó hai người lái xe vào trong núi, mà D-Rice thực sự có năng lực. Một lúc liền nói ra một người khác trong người cô là Diona, là chị gái đã chết của Amber. Nếu muốn loại bỏ ác quỷ thì phải mổ bụng Amber. Ben không đồng ý vì như thế thì chết luôn chứ trừ ma cái gì nữa. D-Rice nói có một cách khác, nhưng cần Ben phối hợp. Anh ấy liền đồng ý. Sau đó họ trói Amber vào hai cây cột. Phía sau cô là hai người đeo mặt nạ dê. Ben tay cầm dao bước tới bên cạnh. Một khi ác quỷ chui ra liền dẫn nó vào con dê núi. Ben chỉ cần giết chết con dê núi thì có thể giải lời nguyền. Sau khi những người khác rời khỏi, nghi lễ chính thức bắt đầu. Không phải chờ lâu, ác quỷ Diona nhanh chóng xuất hiện. Ben hoảng loạn làm rơi dao xuống đất. Diona bóp cổ anh. Lúc này Amber lấy dao từ cắt cổ mình để cứu anh. Diona sắp tan biến thì Ben chạy tới chỗ Amber, nó lập tức nhập vào anh. Lúc này Amber đáng lẽ đã chết bỗng đánh ngất Ben. Sau khi tỉnh dậy, Ben thấy mình bị treo ngược trong hang, nhìn Amber cười khẩy rời đi. Thì ra Amber là một lesbian. Sau khi quen biết cô gái châu Á, cô ta liền quyết định tới đây trừ ma. Nhưng trừ ma thất bại, cô gái kia cũng bị Diona giết chết. Sau này Amber biết được muốn thành công thì phải dẫn Diona vào thân thể người khác, sau đó moi ruột. Cho nên Amber bắt tay với D-Rice và ông bác sĩ kia gài bẫy Ben, lừa anh trở thành vật chủ mới. Cuối phim, trợ lý của D-Rice cầm dao mổ bụng, moi ruột của Ben ra, giết Diona. Ben đáng thương không chết trong tay quỷ nhưng lại chết bởi sự ích kỷ của con người. Amber và Diona cuối cùng ai mới là ác quỷ? Trong cùng một người lại có suy nghĩ khác nhau. Có lẽ là người yêu Ben chính là Diona và người từ chối anh ấy lại là Amber mà anh biết. Chính Diona đã cứu anh khi bị đám kia đánh ở bữa tiệc và chính cô cũng cảnh cáo Ben đi khỏi căn nhà khi đun nước. Cho nên bộ phim này nói cho chúng ta biết đàn ông con trai ra ngoài cũng phải chú ý an toàn nha.